Thôn Phệ Tinh Không tập 41, tập 42. Băng Sơn đã xuất trận, thực lực của hắn đã trên cấp chiến thần, đủ để một mình địch được 4 chiến thần của gia tộc Polena. Hơn nữa, năng lực đặc biệt của hắn lại chính là khả năng thăm dò. Năng lực thăm dò của Băng Sơn có thể trực tiếp cảm ứng được tồn tại của năng lực thể. Trước mặt hắn, sương mù dày đặc khắp đảo chỉ là vô dụng. Sau khi thăm dò vị trí của bảo vật, Băng Sơn cũng động thủ. 4 tên chiến thần kia vẫn miệt mài đào liễu mộc tâm ngàn năm. Vậy nhưng vừa mới cầm đầu đến tay thì đã bị đóng băng lại và bị đoạt mất liễu mộc tâm. Không những năng lực thăm dò của hắn đã mạnh mà khả năng đóng băng cũng kinh khủng. Chỉ lướt qua một cái liền khiến mọi vật xung quanh đông cứng lại. Lý Diêu là người tiếp theo cho thành món thịt đông lạnh. Tạp Đạc Lan cảm nhận được kẻ địch đang đến, vậy nhưng với năng lực của hắn thì đứng trước mặt Băng Sơn chẳng khác nào là trò con nít. Tất cả liễu mộc tâm đều bị cướp, hắn nhanh chóng báo lại tình hình cho Pháp Nhĩ. Đối phương có tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh, 4 người bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Pháp Nhĩ nghe lời này cũng giật mình, với thực lực vượt qua chiến thần thì ít nhất cũng là tuần sát sứ, vậy nhưng mấy tên tuần sát sứ thì cô đều từng gặp qua rồi, không bao gồm Băng Sơn. Nghĩ tới đây cô ta liền giật mình vì rất có khả năng đối phương là một trong tam đại thần vệ. Chu Hỷ thừa nhận điều đó, tam đại thần vệ dưới trướng quán chủ Hồng, được quán chủ bồi dưỡng, bọn họ đều là tồn tại vượt qua chiến thần, thực lực cực kỳ mạnh. Quán chủ cũng đánh giá rất cao La Phong, còn gọi anh là thiên tài tinh thần niệm sư số 1 số 2 toàn thế giới. Tại thời kỳ đại Niết Bàn, Hồng và Lôi Thần đều chỉ tồn mấy năm lại trở thành tồn tại vượt qua chiến thần. 2-3 năm đạt tới chiến thần đỉnh phong cao cấp thì Chu Hỷ cũng đã gặp mấy người. Vậy nhưng, 19 tuổi đã là tinh thần niệm sư chiến thần đỉnh phong cao cấp như La Phong thì là lần đầu tiên. Lần này lập được đại công, quán chủ nhất định sẽ thưởng cho anh. Về phần thưởng thì anh chỉ mong được sở hữu một bộ trang phục hắc thần. Đột nhiên, mặt đất trên đảo chấn động, giọng nói gấp rút của Băng Sơn vang lên, yêu cầu mọi người mau rời đi. Rất nhanh mấy dây leo cũng nhanh chóng trôi lên khỏi mặt đất. Chỉ dùng mắt thường cũng thấy được, dây leo dài khoảng 500-600 mét. Suốt cuộc nó là thứ gì thì Chu Hỷ cũng không biết. Dây leo nhanh chóng lao đến tấn công Băng Sơn. Băng Sơn vừa tránh né vừa dùng năng lực của mình đóng băng nước trong hồ và dây leo. Vậy nhưng khả năng này cũng chỉ giam cầm được các nhánh dây leo trong tích tắc. Nó liên tục truy đuổi dồn Băng Sơn vào thế khó. Hắn ta rút kiếm rồi quay ngược lại chém vào nhánh cây. Chỉ đáng tiếc là năng lực khôi phục của nó còn nhanh hơn cả người sói, chém cũng không đứt. Chu Hỷ nhận ra tình thế không ổn nên đưa La Phong về chiến cờ trước. Thực lực bọn họ không thể giúp được. Tuy dây leo khó trôi, vậy nhưng nếu Băng Sơn muốn thoát khốn thì chắc chắn cũng không thành vấn đề. Thêm mấy sợi dây leo đột nhiên từ dưới mặt đất chui lên, tốc độ và số lượng tăng lên khiến Chu Hỷ cũng cảm thấy bất an. Chiều dài của 6 dây leo đều trên 1.600 mét. Co duỗi trong nháy mắt tốc độ di chuyển vượt qua 1.000 mét trên giây. Mức độ bền bỉ tương đương với quái thú cấp vương bình thường. Càng kéo dài thời gian thì Băng Sơn càng bất lợi. Băng Sơn bộc phát lực lượng hàn khí ra xung quanh. Phạm vi mấy trăm mét trên hồ nước đều bị đông cứng. Vậy nhưng đáng tiếc là không thể giam cầm được dây leo. Hắn ta lấy tốc độ nhanh lao ra ngoài. Dây leo tăng tốc đuổi theo. Băng Sơn không may bị đánh trúng. Chỉ một đòn thôi mà đã khiến hắn phun ra ngậm máu. Chỉ trong vài cái chớp mắt này, các dây leo đã di chuyển thành một lồng giam bao bọc Băng Sơn lại bên trong. Cơ hồ là không một kẽ hở nào để thoát ra. Trong tình thế nguy cấp này, Băng Sơn đành phải dùng ra át chủ bài. Ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đóng băng lồng giam khiến dây leo dừng lại trong chốc lát. Cơ thể giống như mũi khoan đâm xuyên qua dây leo và thành công thoát khốn quay trở về chiến cờ. Bọn họ lập tức trở về tổng bộ. Về phía đám người Tạp Đặc Làn, với tốc độ của bọn họ thì không thể thoát thân được. Vậy nhưng nhờ có Pháp Nhĩ đưa cả 4 ra ngoài nên mới có thể sống sót. Pháp Nhĩ yêu cầu tất cả giao ra liễu mộc tâm đã lấy được. Theo quy định thì thảo mộc chi linh đoàn đội thu được sẽ giao cho tập thể phân phối. Dù rất không muốn vậy nhưng bọn họ cũng không dám trái lệnh. Tổng cộng 6 khối liễu mộc tâm và 2 cây linh thảo. Xem ra chuyến đi này cũng không phải uổng công vô ích. Pháp Nhĩ đã gọi điện cho tổng bộ đến giúp đỡ thu phục dây leo kia. Về phía Băng Sơn, hắn ta lấy được tổng cộng 92 khối thảo mộc chi linh. Với số lượng và chiết xuất 10% thì La Phong sau vụ làm ăn này sẽ trở thành đại gia. Hắn ta đã gửi cảnh chiến đấu cho quán chủ. Có lẽ lần này, Hồng sẽ đích thân xuất mã. Không lâu sau đó, người Pháp Nhĩ gọi điện cũng đến. Tổng cộng là 3 cường giả trên cấp chiến thần. Bộ dạng vô cùng thần bí, phong thái càng thâm sâu. Có vẻ như Lý Diệu chưa từng gặp bọn họ nên vô cùng ngưỡng mộ. Ngay sau đó, một chiếc chiến cơ Hồng Hoàng cũng đi tới dừng ngay trước mặt 4 tồn tại vượt qua chiến thành. Hành động này cũng quá là lớn gan lớn mật rồi. Sau khi nhìn thấy người bên trong chiến cơ thì bọn họ đều ngạc nhiên. Đứng trên chiến cơ chỉ có một người. Chỉ một cái nhích thân thể của ông ta cũng khiến cho đám người Lý Diệu bên dưới đứng không vững.
Bọn họ chưa từng gặp mặt người đàn ông này nên không biết ông ta chính là cường giả đứng đầu thế giới. Bốn tồn tại trên cấp chiến thần đã từng gặp mặt nên vội vàng chắp tay bái kiến. Hồng cũng đoán được mục đích mà bọn họ đến đây, cho nên trước khi ra tay thì ông cho bọn họ một cơ hội tấn công dây leo. Có thể đoạt được gì thì đoạt, nếu như thất bại thì mau chóng rời đi. Bọn họ cảm ơn và nhanh chóng động thủ. Trận chiến của bốn siêu cấp cường giả khiến hòn đảo cơ hồ bị nổ tan tành. Chỉ đáng tiếc là thực lực dây leo lại quá mạnh, mới giao thủ 5 phút mà đã phân thắng bại. Bốn người bên kia nhanh chóng quay lại, bộ dạng xem ra đã bị thương. Pháp Nhĩ tuyên bố nhiệm vụ ở đây kết thúc, lập tức rời đi. Lý Diệu thắc mắc vô cùng, ngay cả bốn nhân vật trên cấp chiến thần hợp lực cũng không đánh lại dây leo kia, rốt cuộc nó là thứ gì? Giờ đến lượt quán chủ Hồng, Hồng chỉ đứng yên trên không trung, vậy nhưng khí thế bạo phát ra xung quanh khiến dây leo cũng chú ý tới. Nó nhanh chóng tấn công, thân ảnh của Hồng thoát ẩn thoát hiện tránh né. Thậm chí dùng một cánh tay đã chặn đứng đòn công kích. Ông sử dụng ra lĩnh vực, một vùng màu đen lan tỏa ra xung quanh khiến không gian bị biến dạng. Các nhánh cây ở bên trong lĩnh vực đều bị khống chế không thể di chuyển. Căn cứ theo ghi chép trong di tích văn minh cổ đại, thì thứ này chính là ma vân đằng. Chỉ không ngờ rằng trên địa cầu lại xuất hiện ma vân đằng. Hồng bạo phát lực lượng tạo thành một vụ nổ giải quyết đống dây leo trước mặt. Lúc này La Phong đã quay trở lại trại huấn luyện tinh anh. Giờ thực lực và thành tích đã vượt xa điều kiện nên phải tốt nghiệp. Về Lý Diệu, anh nghĩ rằng lão ta sẽ co đầu rút cổ một thời gian. Lý Diệu sau khi trở về liền vô cùng buồn bã, uống rượu triền miên không màng thế tục. Duy Nina không biết được chuyện cụ thể nên vẫn có lòng tin chém La Phong thành nghìn mảnh. Vậy nhưng, Lý Diệu biết cơ hội để làm chuyện đó bây giờ gần như bằng không. Lại thêm võ quán cực hạn ủng hộ, trên địa cầu này không còn mấy ai dám trợ giúp lão đối phó với La Phong nữa. Duy Nina vẫn không bỏ cuộc. Vậy nhưng chỉ còn cách là để cho Lý Diệu đột phá cho thành tồn tại vượt qua chiến thần. Vài ngày sau, La Phong cũng được Hồng triệu kiến đến tổng bộ võ quán cực hạn để phân phối thu hoạch lần này. Khung cảnh của tổng bộ vô cùng hoành tráng. Thực chất, tổng bộ là một chiếc phi thuyền không gian của người ngoài hành tinh được cải tạo lại. Hồng đã ngồi bên trong chờ đợi, bộ dạng vô cùng thong dong. Căn cứ theo quy định thì La Phong được hưởng 15% hoa hồng, cụ thể là 12 viên thảo mộc chi linh. Tuy gọi tù vì các dây linh thảo đó là ngàn năm hay vạn năm, vậy nhưng thực chất đây chỉ là cách phóng đại để mọi người biết thảo mộc chi linh có hiệu quả kinh người mà thôi. Đối với người có thực lực tổng hợp và đạt đến chiến thần đỉnh phong như anh thì hiệu quả cũng không lớn, cho nên ông cho La Phong một cơ hội dùng để đổi bảo vật khác. Hồng vẫy tay lấy ra hình ảnh của rất nhiều bảo vật, La Phong lựa chọn xem một món vũ khí trước. Ý thức tiến vào một căn phòng chứa nhiều trang bị, trước mặt là một thanh huyền băng đao có hệ thống nitơ lỏng. Đẳng cấp SS, phù hợp sử dụng với người nguyên năng, có thể thi triển kỹ năng đóng băng diện rộng. Đổi sang một thanh khác là roi yêu điện tử, có hai loại hình thái công kích là roi năng lượng và trượng ngắn. Món kế tiếp là đao cách từ tính, bộ dạng rất giống với vũ khí mà Chu Hỷ đang dùng, có thể ghép lại thành lá chắn, cũng có thể làm máy phi hành. Ngoài những món vũ khí này thì còn có trang bị hắc thần, độn thiên toa, tuyệt học bí kỹ, tổng cộng có 62 loại bảo vật để cho La Phong trao đổi. Vậy nhưng lại không có sinh mệnh chi thủy mà anh cần, chỉ đành phải chờ qua 1-2 tháng nữa mới có đấu giá. La Phong không ngần ngại lựa chọn đổi một bộ trang phục hắc thần. Loại trang phục này rất đặc biệt, chỉ có thể tiến vào di tích văn minh cổ đại thì mới có thể sở hữu. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội duy nhất để đi vào. Ngay cả Hồng cũng chỉ có được một bộ, cho nên trang phục hắc thần vô cùng hiếm có. Võ quán cực hạn có quy định trực tiếp ban thưởng trang phục hắc thần, vậy nhưng sau này phải tiến vào di tích văn minh cổ đại. Bắt buộc thông qua để lấy được một bộ trang phục hắc thần, rồi sau đó bán lại cho võ quán cực hạn. La Phong lựa chọn nhận trang phục miễn phí trước, sau này lấy được từ di tích thì lại tặng nó miễn phí cho võ quán cực hạn. Vẫn còn rất nhiều món bảo vật khác mà anh không biết nên lựa chọn món nào, vậy nên chỉ đành phải nhờ quán chủ chỉ điểm. Bí kíp ở đây phần lớn đều trên cấp chiến thần mới có thể tu luyện, nên giờ mua cũng vô dụng. Vậy nên anh quyết định mua một bộ tinh thần niệm sư căn bản cùng một món binh khí là độn thiên tòa. Độn thiên tòa này được ghép từ mấy trăm thanh phi đao lại với nhau, có thể biến đổi hình dạng, vừa có thể dùng để phi hành, vừa dùng phi đao để làm vũ khí hoặc biến thành tấm khiên phòng ngự. Vẫn còn dư một ít tiền nữa là Phong mua một chiếc chiến cơ vương cấp, đồng thời giữ lại một gốc hắc âu căn ngàn năm. Như vậy phần lựa chọn trang bị vũ khí đã xong, Hồng liền chuyển sang chủ đề khác. Với thực lực hiện tại thì là Phong đã không cần thiết ở lại trại huấn luyện tinh anh nữa. Giờ anh có hai lựa chọn, một là ở lại khu căn cứ Hồng Ninh, gia nhập tổ hành động đặc biệt, tương lai có thể xin làm giáo sư của trại huấn luyện. Thứ hai là phải tới những khu căn cứ khác, đảm nhiệm chức vụ giám sát xứ. Anh rất muốn về khu căn cứ Sang Nam đảm nhiệm chức vụ,
từ đó bảo vệ tốt người thân, bạn bè cùng những người mình quan tâm.